Xin mến chào quý tiến chủ tuổi canh tuất sinh năm 1970 để biết được số mệnh của mình trong tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì làm sao để giải hôn hóa cát làm sao để nắm được thời cơ làm sao để đổi đời hưng vượng chuyện mình giàu có công việc thông thuận tiền lương tiền thưởng tăng cao hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý vị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi canh tuất sinh năm 1970, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dạy công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng trong tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi canh tuất hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý tín chủ tuổi canh tuất cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi canh tuất sinh năm 1970 Người tuổi canh tuất sinh năm 1970 thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Theo tử vi chọn đời, người tuổi canh tuất khi còn nhỏ không gặp nhiều may mắn, nhưng trung vận xây dựng được sự nghiệp tầm cỡ, hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh, và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc người tuổi canh tuất mệnh thoa xuyến kim thoa xuyến kim bản chất đã có khí chất tôn quý sang trọng nên những người tuổi canh tuất có mệnh này tính cách thường thanh cao vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo tự coi mình hơn người giống như những mệnh kim khác họ sống nội tâm đôi khi khó hiểu ít hợp với những người xung quanh cách tư duy hành động của người tuổi canh tuất mệnh thoa xuyến kim thường độc đáo mang một phong cách riêng người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ Thoa xuyến kim là vật quý cho nên thích sự nâng niu, tôn trọng. Bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Người tuổi canh tuất, mệnh thoa xuyến kim cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống, người tuổi canh tuất có khát vọng là tỏa sáng, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên, đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên thoa xuyến kim giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác còn không họ thích ở ẩn, tiêu giao thoa xuyến kim rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023, tháng ất mão, năm quý mão. Người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, có tam hợp là, dần ngọ tuất tạo nên mối quan hệ tương trợ lẫn nhau, canh tuất cũng kết hợp được thêm với tuổi mão, tạo nên nhị hợp, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và phúc khí trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc đời ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm, những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, và đôi khi là những rủi ro, tai ưng bất ngờ, và con đường sự nghiệp, công danh của người tuổi canh tuất trong tháng 2 nhuận âm lịch này lại có điểm báo là sẽ lên bổng xuống trầm và phải chịu nhiều tác động từ các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Đây là thời điểm bạn cần hết sức bình tĩnh, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, một khi đã bắt tay vào công việc thì nên cố gắng đến cùng. Đầu tháng bạn thường cảm thấy hăng hái muốn thực hiện nhiều công việc khác nhau để khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Với mối quan hệ rộng rãi, bạn cũng nhận được sự đồng thuận và cổ vũ của nhiều người. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng, quá trình hiện thực và các kế hoạch không tránh khỏi thách thức, trong đó có những trục trặc mà canh tuất chưa thể ngờ đến. Đây là lúc người tuổi canh tuất cần nhắc nhở mình phải mạnh mẽ đối diện và quyết tâm đến cùng để hoàn thành mục tiêu đã vạch ra. Sự tác động của Nguyệt lệnh Lâm Mộ và Hung tinh Thiên hình làm cho bản mệnh lại càng cần phải cẩn thận hơn. Đặc biệt từ giữa tháng trở đi, dù bạn đang giữ chức vụ gì đi nữa, bạn cũng chớ đặt cái tôi cá nhân của mình lên quá cao. Khi có ai đó góp ý, bạn nên thử bình tĩnh lắng nghe, để nhận ra những điều mình còn chưa làm tốt, chỉ khi không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn mới có thể tiến bộ để làm công việc của mình, từ đó sự nghiệp sẽ thuận lợi, suôn sẻ và phát triển nhanh chóng hơn. Khi có nhiều cơ hội, thì vận may cũng sẽ đến, điều này còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp và rất có lợi cho sự thăng tiến về sau này. Ngoài ra, trong làm ăn, hay công việc, người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, nên lựa chọn người hợp tuổi làm ăn cùng với mình, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Tuổi hợp làm ăn với người tuổi canh tuất, mệnh thoa xuyến kim, nên hợp tác làm ăn với các tuổi. Canh ngọ, ất mão, kỷ mão, đinh tỵ, ất dậu, mậu dần, mậu thân, là tốt nhất. Một điều quan trọng nữa là, người tuổi canh tuất được Phật bản mệnh là, Phật A-di-đà hộ mệnh. Theo quan niệm dân gian, Phật A Di Đà thường xuất hiện cùng hai vị thị giả quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật Đại Thế Chí ở bên tay phải, đại diện cho trí tuệ của nhà Phật, Phật Quan Thế Âm ở bên tay trái, đại diện cho tấm lòng từ bi của Phật pháp. Ba vị Phật có nhiệm vụ cầu chú đại bi cứu độ tất thảy chúng sinh, giáo huấn cho kẻ thành tâm tìm được đường tới cực lạc. Những người tuổi canh tuất mang bên mình Phật bản mệnh A Di Đà cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến cho người tuổi canh tuất bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh A Di Đà sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi canh tuất chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà, vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự trường thọ vô biên. Dưới sự độ trì của ngài sẽ giúp người tuổi canh tuất vượt qua sự nhọc nhằn vất vả, giúp cho con giáp này có khả năng sáng tạo thành công về mọi mặt. Phật bản mệnh đối với chúng sinh quả là có ý nghĩa rất to lớn. Về phương diện tài lộc, xem tử vi cho thấy người tuổi canh tuất sinh năm 1970, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão này, về tình hình tài lộc dù gạn nhiều may mắn, nhưng hung tinh vẫn rình rập gây họa phá tài. Từ vi cắt tinh chiếu mệnh sẽ giúp cho những người kinh doanh buôn bán được thuận lợi, giúp cho tiền thu về túi của bạn không ít, bạn nên tranh thủ thời gian đầu tháng này để thu lộc về cho mình nhé. Tháng 2 nhuận này là thời điểm khá thích hợp để người canh tuất ký kết hợp đồng kinh doanh, bản mệnh nên chú tâm một chút, có con mắt tinh đời, nhận ra ai là đối tác triển vọng, bạn có thể kiếm được những hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo thu nhập cho bản thân và cả mọi người xung quanh. Ngược lại, nếu như đưa ra phán đoán sai rồi mắc bẫy của kẻ tiểu nhân, thì bạn khó tránh khỏi cảnh hao tài tốn của, mất công, mất sức mà mọi việc không được như ý muốn. Trong tháng này cũng có những kế hoạch của người tuổi canh tuất đưa ra thoạt nhìn thì thấy có triển vọng, nhưng lại chưa thực sự phù hợp với thực tế, khiến nhiều rắc rối xảy ra. Lời khuyên cho tuổi canh tuất đó là, một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, thì bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề, và tìm hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố, rồi cuối cùng kết quả không được như dự kiến, vừa mất công sức, vừa mất thời gian. Bản mệnh tuổi canh tuất trong tháng 2 nhuận này là, cũng cần hạn chế tính nóng nảy, tránh hành sự bất cẩn, không nên gây hấn với người khác, tránh vướng vào các vụ tranh chấp và kiện tụng, hay liên quan đến pháp luật những vấn đề này không chỉ làm cho bạn mất công mà thậm chí còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi khiến các dự án phải tạm thời trứng lại bên cạnh đó hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng sẽ khiến túi tiền của người tuổi canh tuất dễ tiêu hao trong thời điểm chưa thực sự dư giả về tiền bạc như thế này tốt nhất là người tuổi canh tuất nên nhắc nhở mình thận trọng trong vấn đề chi tiêu không nên mua bán những món đồ không thực sự cần thiết để giảm thiểu những rủi ro thất bại không đáng có để mọi sự được hanh thông thuận lợi thì người tuổi canh tuất nên chú ý hướng xuất hành trong tháng của mình hướng tốt là hướng tây bắc, hướng xấu là hướng tây nam và hướng đông nam. Ngày cát hỷ là ngày mùng 9 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận. Ngày xấu là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận. Tử vi tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023, xem tử vi cho thấy các mối quan hệ của người tuổi canh tuất sinh năm 1970 có con đường tình duyên ảm đạm đối với những người đã có đôi có cặp bạn cần thay đổi cách hành xử của mình nếu muốn vận tình cảm của mình thay đổi theo hướng tích cực hơn thời gian vừa qua mối quan hệ của các cặp vợ chồng có phần lạnh nhạt bạn và người ấy ít trao đổi ít tâm sự thậm chí ai làm việc của người ấy và không quan tâm đến đối phương đây chính là dấu hiệu đáng báo động kẻ thứ ba có thể nhân lúc này để chen vào giữa hai người hiện tại bạn đang thờ ơ vì bạn chưa thấy quý trọng những gì mà mình đang có Tuy nhiên, đến khi mất đi rồi, bạn sẽ cảm thấy rất hối tiếc vì trước đây mình đã không cố gắng hàn gắn. Trước khi quá muộn, cả bạn và người ấy đều cần phải ngồi lại, cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người. Đối với người độc thân, bạn không muốn mở lòng ra với những mối quan hệ mới, dường như những tổn thương trong quá khứ khiến bạn cảm thấy rè rặt, bạn lo rằng, những người đến với mình lúc này, không thực sự chân thành. Bạn cũng đừng quá lo lắng vì những điều còn chưa xảy ra, bạn nên tin tưởng vào những điều tích cực bởi xung quanh bạn vốn không thiếu những người chân thành. Hãy để ý xem ai là người luôn quan tâm, chăm sóc bạn, thầm lặng giúp đỡ bạn mỗi khi gặp khó khăn, tin rằng chỉ cần bạn thực sự muốn tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc sẽ đến với bạn sớm mà thôi. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi cho thấy, người tuổi canh tuất trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão này cho thấy. Bước sang tháng mới này, may mắn là sức khỏe của người tuổi canh tuất, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tháng này, bạn vẫn duy trì được thể trạng ổn định, nhờ vậy mà bạn có sức lực đối diện với những khó khăn, thách thức xảy ra bất chợt. Tuy nhiên, con giáp này sẽ không tránh khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như ý muốn. Những lúc như vậy, bạn nên trao đổi với mọi người nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết. Bên cạnh đó, bạn nên gạt bỏ những suy nghĩ bi quan và tiêu cực bởi công việc dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng cũng có cách giải quyết chỉ cần bạn có đủ quyết tâm ngoài ra người tuổi canh tuất nên biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình tránh làm việc quá lao lực ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi hợp lý không nên để tình trạng căng thẳng mệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhé việc đi lại cũng nên cẩn thận tránh gặp họa huyết quang gây tai nạn khi sử dụng các vận nhọn bằng kim loại cũng nên chú ý để không bị thương tích gây chảy máu ảnh hưởng đến thân thể Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Ngay đầu tháng có các tinh thiên đức chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang rất nóng lòng bắt tay vào công việc và thực hiện hóa những dự định của mình thời gian này bạn có những bước tiến chậm mà chắc cũng không cần nóng vội, vì lợi ích vẫn đang nằm ở phía bạn, ngoài ra các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa, cũng là điểm sáng của người tuổi canh tuất trong 10 ngày đầu tiên của tháng mới này. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, lợi khẩu mà bạn được cấp trên ưu ái, cho thao gia vào các cuộc đàm phán quan trọng với các đối tác lớn, điều này góp phần xây dựng nền tảng cho kế hoạch tương lai của bạn, chính vì vậy cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Thu nhập trong 10 ngày đầu tháng của con giáp này đã cực kỳ dồi dào với người kinh doanh, thì đây cũng là 10 ngày phát tài phát lộc tiền vào như nước, thích hợp để khai trương cửa hàng, cửa hiệu, bạn có thể chọn ngày lành tháng tốt, để mọi việc được suôn sẻ. Về chuyện tình cảm tốt, cũng vì bạn đang có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ điều gì, sự đồng lòng của đối phương tạo ra cho bạn động lực cố gắng rất lớn. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tuổi canh tuất. Đối với người độc thân, vẫn đang hài lòng với cuộc sống tự do thoải mái hiện tại. Quý nhân phù trợ là tuổi dần, tuổi mão tiểu nhân nên tránh là tuổi hợi, tuổi thìn. Màu sắc may mắn là, màu nâu, màu xanh. Con số phát tài là, số 74, số 61 và số 25. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Đây sẽ là 10 ngày khá khó khăn với người tuổi canh tuất, khi bạch hổ hung tinh án ngữ, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Thời gian này, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến cho bản mệnh một phen vất vả, hao tổn không ít công sức, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tinh thần làm việc của tuổi canh tuất trong giai đoạn này cũng khá thấp, làm việc chậm tiến độ, công việc không được như dự kiến. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, không nên ngủ quên trên chiến thắng, để không ảnh hưởng đến tập thể. Về tài lộc nhìn chung vẫn khá tốt ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không hề dễ dàng, canh tuất sẽ phải rất vất vả mới có được tiền trong tay. May mắn là, thời điểm này, tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn. Ngay cả những cặp đôi dạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải và về lại bên nhau, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Quý nhân là, tuổi thân, tuổi ngọ. Tiểu nhân nên tránh là, tuổi sửu, tuổi thìn. Màu sắc may mắn là, màu nâu, màu đỏ. Có số phát tài là, số 12, số 2 và số 96. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng. Trong khoảng thời gian này, người tuổi canh tuất cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. Trong giai đoạn này, có sao tử vi cắt tinh chiếu mệnh, tạo cơ hội để bạn năng nổ hơn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi, bạn hãy thoải mái đặt ra những câu hỏi hoặc xin ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới. Thời điểm này, công danh sự nghiệp có thể sẽ tiến chậm, nhưng mà chắc bạn không cần phải quá nóng vội. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, không nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài mà hành xử sốc nổi làm hỏng việc. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân mình hơn, nhất là khi bạn đã có nhiều lần tự mình vượt qua khó khăn. Về tình hình tài chính vẫn đang rất ổn định, công việc chính đảm bảo cho canh tuất có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong 10 ngày cuối tháng này. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư thu lợi nhuận thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Thời gian này, bạn được dự báo sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm dễ dàng phát triển một cách nhanh chóng. Các cặp đôi tình nhân có thể có thêm bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người, bạn và người ấy cũng có dự định chung và mong muốn sớm về chung một nhà. Quý nhân phù trợ là tuổi hợi, tuổi tỵ. Tiểu nhân nên tránh là tuổi dậu, tuổi dần. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu xám. Con số phát tài là số 56, số 88 và số 14. Vâng, quý vị thân mến Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 cho người tuổi canh tuất sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại